Theo nhận định của nhiều tờ báo quốc tế, kinh tế Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022 đã đảm bảo duy trì đà tăng trưởng ổn định và vấn đề lạm phát nằm trong tầm kiểm soát. Để có được kết quả tích cực, đó là nhờ Việt Nam đã vượt qua được những khó khăn thách thức từ khủng hoảng năng lượng, lương thực toàn cầu thông qua chính sách điều hành linh hoạt của chính phủ. Trang thương mại tài chính toàn cầu Trade Finance Global của Anh đã nêu ra 4 lý do giúp Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư hơn Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Đó chính là có chi phí lao động thấp hơn, tích hợp chuỗi cung ứng đơn giản hơn, tiếp cận thương mại tự do tốt hơn và sự ổn định chính trị. Báo cáo vừa công bố của tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch cũng nhận định, nhờ nguồn vốn đầu tư nước ngoài mạnh, tiền đồng của Việt Nam mất giá rất ít, chỉ 2% trong 6 tháng qua và là đồng tiền hoạt động hiệu quả thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn trong bản bổ sung triển vọng kinh tế tháng 7, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam ở mức 6,5% trong năm nay và 6,7% vào năm 2023. Tăng trưởng được thúc đẩy do mở rộng thương mại, khu vực sản xuất phục hồi nhanh hơn dự kiến, du lịch trong nước và giải ngân đầu tư công.